Thưa quý khán giả, trong tiết mục nghệ thuật và cuộc sống hôm nay, mời quý khán giả chiêm ngưỡng những chiếc ví xinh xắn được thêu tay kỳ công, vừa có tính thẩm mỹ, vừa dễ dàng ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống. Tự tay làm các chiếc ví xinh xắn, trên đó thêu những bông hoa hay hình ảnh ngộ nghĩnh đang được nhiều bạn trẻ yêu thích. Trong tiết mục nghệ thuật và cuộc sống hôm nay, Thanh Phương mời quý khán giả tìm hiểu nghệ thuật thêu trên ví, cùng chiêm ngưỡng những sản phẩm thủ công được làm với tất cả tâm huyết. Bộ môn nghệ thuật thêu tay này có từ rất lâu đời, thì tuy nhiên là ngày nay mà để các bạn trẻ ngày nay thì có rất là nhiều cái loại hình nghệ thuật giải trí khác nhau, thì Lý mong muốn là gọi là lan tỏa cái bộ môn nghệ thuật thêu này đến với các bạn trẻ. Vì yêu thích sản phẩm thủ công cũng như muốn chia sẻ với các bạn cùng sở thích, các lớp học làm ví đã được tổ chức, mục đích là kết nối cùng nhau lên ý tưởng và thực hiện tất cả các công đoạn của chiếc ví thêu. Ban đầu thì ý tưởng của Emo là tổ chức những cái buổi workshop là để được làm những cái sản phẩm handmade cũng như là phục vụ cho những bạn đam mê handmade. Tuy nhiên là Emo cũng thấy rằng là xu hướng ngày nay là mọi người khá là bận rộn và cũng dần quên đi cái bộ môn thêu truyền thống như thế này. Emo cũng mong muốn tổ chức một cái sân chơi về bộ môn nghệ thuật thêu để tạo thêm cái, để lan tỏa thêm cái tình yêu thương đối với bộ môn nghệ thuật thêu. Công đoạn làm nên một cái ví thì các bước cơ bản nhất là mình sẽ có 3 công đoạn, đó là mình sẽ thêu trước, xong rồi mình sẽ ráp những cái vải nỉ, vải lót, đó là công đoạn may, và công đoạn cuối cùng là mình sẽ ráp cái khóa ví để mình tạo nên một chiếc ví hoàn thiện. Công thuận thêu là công đoạn ban đầu, thêu trước xong rồi mình sẽ may để tạo hình cái túi, xong rồi mình sẽ ráp cái khóa. Thật ra Lý thấy là công đoạn nào nó cũng là quan trọng hết. Quan trọng ở đây là các bạn chỉ cần kiên trì và tỉ mỉ thì để mình tạo ra một cái chiếc ví nó tinh, gọi là những cái đường nét nó tinh tế. Cái ví này là mình hoàn toàn làm từ đầu tới cuối, có nghĩa là mình từ một cái miếng vải trơn mình thêu lên, xong rồi mình sẽ ráp khung, mình ráp cái form để cho định hình một cái ví đẹp, xong rồi mình may cả những cái đường nét trên cái khóa để tạo ra một chiếc ví. Từ một miếng vải trơn, người thực hiện phải trải qua nhiều công đoạn để hoàn thành sản phẩm. Tất cả đều đòi hỏi sự sáng tạo, kiên trì. Chất liệu làm ví thường là vải linen, vải bố. Kỹ thuật may cũng đóng vai trò quan trọng. Từng đường nét trên ví đẹp hay không là do sự khéo léo lúc cắt may. Chỉ
chất liệu của bộ môn thêu này á, thì ví dụ giống như ví là mình sử dụng vải linen để mình làm cái mặt ngoài để thêu, bên trong mình sẽ có một lớp lót bằng vải nỉ hoặc là vải kate. Tiếp theo nữa là mình sẽ có một cái khóa sắt để mà mình làm cái gọi là cái khóa cho cái miệng túi và cái dây đeo bằng sắt. Chỉ và màu, nói chung là màu sắc của túi hoặc là chỉ thì cái này nó tùy theo sở thích cá nhân của mọi người có thể chọn những cái màu chỉ khác nhau. Emo sẽ sử dụng thông thường là chỉ cô tông. Chỉ cô tông thì nó sẽ có màu sắc gọi là nó đa dạng và cái màu của nó cũng bắt mắt. Một chiếc ví thêu ít nhất cũng phải mất nửa ngày hoặc lâu hơn mới hoàn chỉnh được sản phẩm. Tùy theo mẫu thiết kế, nếu thêu hoa văn cầu kỳ, nhiều chi tiết phải mất cả tuần để thực hiện. Công việc này thu hút các bạn trẻ bởi tự tay lên ý tưởng, rồi thêu đúng chủ đề mình yêu thích cũng mang lại nhiều cảm hứng sáng tạo. Thường những cái chủ đề mà chúng tôi sử dụng thêu trên ví, thêu trên kẹp đó là những cái họa tiết đơn giản, ví dụ giống như là hoa, cỏ cây. Bên cạnh đó thì chúng tôi có thể biến tấu thêm một số cái họa tiết khác dành cho giới trẻ, ví dụ giống như họa tiết nhân vật hoặc họa tiết hoạt hình, và thêm một vài cái gọi là những câu chữ truyền động lực hoặc là những cái từ truyền động lực cho các bạn trẻ. Về những người thực hiện thì họ sẽ phải gọi là hiểu biết hết những cái mũi thêu để ứng dụng trên nhiều những cái họa tiết khác nhau để tạo cho những cái họa tiết đó thật sinh động. Cái thứ hai nữa là họ sẽ có một chút kinh nghiệm về may và ráp ví để cho những cái sản phẩm này trở nên tinh tế hơn. Thứ ba đó nữa là cần thêm một chút sáng tạo. Ví thêu được thực hiện đa dạng, có khi là những chiếc ví cầm tay, có khi chỉ là chiếc túi nhỏ xinh xinh. Hoa văn, họa tiết được thêu sinh động, có sản phẩm là các cụm hoa lớn, cũng có khi chỉ đơn giản là một cánh hoa hay vài chiếc lá. Sắp đặt các chi tiết sao cho hài hòa cũng mất nhiều thời gian tư duy. Cũng có khi hình ảnh thêu trên ví là những chủ đề truyền động lực, niềm vui, đó là các câu chữ, biểu tượng hay hình ảnh gần gũi với đời thường. Những cái sản phẩm mà chúng tôi tâm đắc nhất đó là những cái sản phẩm dành cho nhân dịp ngày phụ nữ, ngày phụ nữ quốc tế, phụ nữ Việt Nam hoặc là ngày của mẹ, hoặc là trong những cái dịp sinh nhật. Chúng tôi sẽ thêu những cái chủ đề là hoa, hoa hồng hoặc là những cái hoa mẹ yêu thích. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ thêu thêm những cái câu nói thể hiện cái tình yêu thương dành cho mẹ của mình. Xu hướng của các bạn trẻ ngày nay á, thì các bạn có thể sử dụng cái ví này, có thể là đi làm, mình có thể đựng một số món đồ nhỏ nhỏ, đi chơi mình cũng thể đựng son hoặc là một chút khăn tay, đi dự tiệc cũng có thể ứng dụng trong cái việc mà đi dự tiệc. Trong trang phục đi làm thì chúng ta sẽ có thể sử dụng những cái ví rút để mà chúng ta đựng những món đồ đơn giản, ví dụ giống như là một chiếc điện thoại chẳng hạn. Còn nếu như mà các bạn đi chơi, đi tiệc thì các bạn sẽ sử dụng những chiếc ví để mà mình có thể đựng những món đồ nhiều hơn và nó cũng điểm tô cho cái bộ trang phục của mình, nó thêm được đẹp mắt. Những lúc gặp gỡ bạn bè, sử dụng chiếc ví thêu là lựa chọn hợp lý. Hình ảnh thêu trên ví kết hợp với trang phục trẻ trung hiện đại mang đến sự tự tin cho các bạn gái trẻ.
trong không gian văn phòng, sử dụng chiếc ví thêu tay tinh tế, tạo điểm nhấn thú vị, có thể dùng để trang trí. Mỗi khi làm việc căng thẳng, nhìn ngắm các hoa văn, họa tiết trên ví cũng giải tỏa bớt áp lực của công việc. Khi dạo phố hoặc dự tiệc, các bạn trẻ cũng có thể đeo hoặc cầm những sản phẩm ví được thêu tỉ mỉ. Tự tay mình thêu các họa tiết trên ví sẽ mang một nét riêng không bị lẫn với các sản phẩm trang sức khác. Theo tôi thì những cái sản phẩm mà thêu bằng tay của từ những nghệ nhân á, thì mang một cái tính đặc trưng từ những cái mũi kim, đường chỉ và những cái bông hoa hoặc là một cái hình gì đó lên trên cái sản phẩm đó và tạo một cái nét đặc trưng riêng biệt. Tôi cảm thấy là nó mang một cái hồn gì đó khác với những cái sản phẩm về da và chất liệu khác. Bản thân tôi rất là thích những cái trang phục thiên về vintage và nó mang một cái gì đó riêng, nên tôi thích kết hợp những chiếc ví hoặc là những chiếc kẹp, những cái khăn tay nó có thêu trên đó thì nó sẽ hợp với những cái bộ đồ tôi đang mặc. Những chiếc ví thêu này tôi có thể sử dụng với nhiều công năng khác nhau, như là đi dạo phố với bạn bè nè, đi tiệc nè, rồi có thể đựng những vật nhỏ xinh trong hàng ngày. Tôi chọn những chiếc ví thêu này là do nó có sự độc đáo và lạ và cuốn hút đối với tôi. Khi mà tôi sử dụng những sản phẩm ví thêu, tôi cảm thấy rất là thú vị và thư giãn. Tôi cảm thấy rất hấp dẫn với những sản phẩm handmade. Thứ nhất, những cái điểm độc đáo của chiếc ví thêu theo tay là tôi thấy là tôi có thể phối hợp với rất là nhiều cái áo, bộ áo quần của tôi trong khi mà tôi đi làm ở trên môi trường công sở. Và thứ hai nữa là đây là một cái điểm nhấn, nó rất là đặc biệt, nó rất là cá tính của tôi. Với cái ví thêu tay này, thật sự là khi mà tôi cầm trên tay á, thì tôi nhớ đến cái lúc mà tôi thêu, thì là cái thời gian nó rất là thư giãn trong tinh thần. Và đây là cái màu sắc tôi chọn, và đây là cái sản phẩm tôi làm ra, thì tôi rất là yêu. Thì khi mà tôi cầm, tôi ngồi trên bàn làm việc thì tôi rất là yêu, thì lúc đó thì cái tinh thần tôi rất là thoải mái. Gọi là sử dụng rất lâu, dạ, nó sẽ không có bị gọi là hư nhanh, tại vì chất liệu là bằng vải và bằng sắt, nó rất là bền. Còn về cách bảo quản thì các bạn giặt nhẹ thôi, giặt xà bông loãng và giặt nhẹ thôi, mình đừng có vào mạnh thì nó sẽ làm thứ nhất là phai màu sản phẩm, thứ hai là nó sẽ mất cái form dáng đẹp của sản phẩm. Trước đây, đã có nhiều loại trang sức gốm được làm thủ công, mang lại sự lựa chọn đa dạng cho các bạn gái trẻ. Giờ đây có thêm ví thêu cũng được thực hiện với nhiều tâm huyết. Từ đôi tay khéo léo, các bạn trẻ đã tạo ra những sản phẩm nghệ thuật sinh động. Sự cộng hưởng giữa người thiết kế và người sử dụng đã mang cái đẹp đến với mọi người. Thưa quý khán giả, những sản phẩm thêu tay có sức thu hút riêng bởi sự tinh tế, phù hợp với nhiều độ tuổi. Các bạn trẻ luôn nỗ lực tìm kiếm ý tưởng mới để tạo ra chiếc ví thêu đặc sắc, ấn tượng. Thanh Vân hy vọng chủ đề nghệ thuật thêu trên ví kỳ này đã cung cấp nhiều thông tin thú vị cho quý khán giả. Hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.